Đây là chiếc xe RAV4 đời 2008 của bà xã, Toyota RAV4 2008, cái loại thường thôi, base model. Thì bữa nay mình sẵn mình thay bóng đèn trong xe đó. Cái này bóng đèn là low beam, tức là đèn đèn chạy ban đêm á. Bên tay phải này nó bị cháy nè. Low beam là cái bên đây, còn cái high beam là bên đây. High beam tức là mình cho nó sáng khi mình đi tìm địa chỉ dưới đường á, thì thấy mình bấm cái cây ở trong á, thì nó sẽ cái nó pha ra, rồi đèn pha pha xa, cái này đèn đèn pha gần. Bên đây cũng giống vậy nha bà con, low beam là bên đây, còn high beam là bên đây. Cái này hôm bữa mình thay lần rồi ở ngoài Walmart mà nó có bán nè. Cái model là 9006 có hiệu CV nhà nè, có 10 đồng à. Còn mình vô trong AutoZone hoặc là O'Reilly á thì nó bán 15 16 đồng lận, y chang vậy thôi. Ở bên này mình thay cái bóng phía bên kia và cái bóng bóng này đó. Để tháo cái này ra đó, mình phải tháo hết mấy cái này ra nha. Mấy cái nút này nè, mình lấy cái tua vít đó, mình bấm xuống một cái là mình đè nó lấy ra thôi à, dễ lắm. Đó. Thôi. Xong rồi mình thọc cái tay vô, mình lấy nó nằm phía trong này nè, đó, cái đó đó. Mình twist nó ra thôi. Ok. Sau rồi mình sẽ chỉ cách châm nước nha bà con. Cái này là nước coolant nè, là nước làm nguội máy nè. Cái là nước nhấc máy, có hai cái mà chị em phụ nữ mình đó có thể kiểm tra được nếu mà người nào biết lái xe đó. Đừng có để cho cái nước này nó xuống thấp nha. Nước này nước làm nguội máy á. Cái này là khi máy nó nóng á, mình đừng có mở này ra nha, nó xịt cái nó hơi nóng ra đó chúng mình đó. Chỗ này là bỏ nhớt vô nè. Tùy theo xe mình xài nhớt gì thì mình coi nha. Cái này là 020 với 520 nha. Còn khi mình châm nhớt á, mình châm thêm một lon nửa lon, mình châm nhớt gì cũng ok đó, 530, 520, 1040 cũng ok, thì tạm thời thôi nha. Nó châm cái này là cái cây thâm nhớt nè. Ok. Xong cái bóng đèn nó nằm ở trong đây nè. Mình chỉ twist nó ra 45 độ thôi là mình lấy ra, mình lấy cái bóng đèn này ra. Xong rồi mình thay cái mới vô thôi. Không, dễ nha bà con, nó nằm ngay đó luôn á. Má mình thấy bóp màu đỏ đỏ nè, mình bóp mình đốt cái này mình mới lấy cái này ra được nha. Đó, cái bóng đèn cũ của nó nè, nó bị cháy rồi. Không. Nó bị cháy nè, ha. Đứt ngang rồi nè, thấy không? Đó, bây giờ thay cái mới, nhưng mà cái terminal này á mình phải dùng cái chất này nè để mình có nè. Cái này nó giống như là cái mỡ bò đó. Cái này nó bán riêng nha, cỡ 1 đồng mấy 2 đồng à. Mình lấy cái Q-tip với cái đồ quấy lỗ tai á, mình chét ra một miếng xong mình bôi lên trên hai cái miếng này. Bôi rồi thì cái bóng đèn này nó tuổi thọ nó kéo dài, nhưng mà tuyệt đối bóng đèn mới á, mình đừng bao giờ đụng đụng tay vô trong cái bóng đèn này nha bà con. À, cái này là cái bóng mới nè nha, thấy không? Mình có bôi cái mỡ bò vô trong đây rồi, mỡ bò nãy á, bôi bôi sờ sờ giờ cho nó hai cái ngạm ra cho nó khỏi bị static. Ok, giờ mình gắn vô trong đây nha. Không, khi mà mình bỏ nó vô 45 độ đó, mình turn nó hướng này, quay qua nó nghe snap đó, nó nghe cái tắt cái vô là mới ok, là xong rồi đó. Rồi, xong rồi. Cái này là cái mặt nạ thôi, mình đè nó vô cái miếng cái đó, cái miếng này nãy á. Mình dùng cái tua vít mình đẩy nó xuống nó lấy ra, mình đẩy nó vô lại thôi, đẩy nó vô lại là ok rồi đó. Đó, xong rồi thôi đó. Đấy mình dùng cái vít này nè, mình đẩy cái này vô, đẩy vô cái miếng mấy cái miếng này nhỏ nhỏ này nè, mình đẩy vô cái là mình lấy ra thôi. Mấy cái này nó cũ quá rồi, nó cũ quá, nó hư rồi. Bây giờ phải dùng cái thai ráp á, cột lại cho nó chắc ăn. Mấy cái thai ráp là cái này nè, bằng bằng nhựa nha bà con. Đó, mình cột nó lại, cột lại xong rồi lấy kéo mình cắt thôi là nó là ok rồi à. Đó, thấy không? Đó, xong hai cái rồi. Đó là cái cây thập nhớt nè. Cái xe của Nhật á, nhớt máy nó nằm ở bên tay trái, mà cái của nó là màu màu vàng, còn đây là nhớt hộp số nè, không? Còn xe của Mỹ á, thì nằm ngược lại, xe Mỹ thì nhớt máy nằm bên tay phải, nhớt hộp số nằm bên tay trái. Đó thì mình cầm lên mình giật lên nha, lúc nào mình cũng có cái giấy napkin sạch đó, mình thâm nhớt mình chùi cho sạch đi, mình chùi sạch đi mình mới biết được. Nào, thấy không, ở đây nè, đây nó có hai cái dot, hai cái chấm nè. Nhớt của mình á, khi mà máy nó nguội á, nó phải nằm ở giữa hoặc nó nằm trong cái khoảng này thì đủ nhớt, mà nó nằm ở dưới đây thấp quá là mình phải châm nhớt thêm, trên đây là nhiều là ok, nằm trong cái khoảng giữa hai cái dot này là ok nè. Đâu giờ mình chùi sạch rồi nè, không? Nhớt này cũng hôm bữa cũng châm thêm, tại vì xe này nó cũ quá đó, lâu lâu nó cũng hao nhớt. Giờ mình bỏ vô lại mà xong mình lấy lên coi nhớt nó nằm ở đâu nha. Nè, cái lỗ này thấy không? Đó.
nhớt nè, thấy không? Nhớt ok nè, thấy không? Bữa thiếu một bình luôn, một bình là một quart á, đổ vô rồi. Cái này chạy khoảng một ngàn mai nữa thay nhớt lại được, ok rồi đó. Đó thì cái này cơ bản nha bà con, ở bên Mỹ này mình lái xe mắc tiền hay xe rẻ tiền, xe nào nó cũng giống nhau hết, cái cơ bản nó giống nhau hết, mình phải châm nhớt, mình phải coi chừng nhớt. Thì mình đừng có để bị hết nhớt nha, hết nhớt là lột lên là hư máy khỏi luôn. Với lại cái này là nước coolant nè, nước làm nguội máy nè, cái này ok nè, nó nằm ở giữa nè, thấy không? Full với lại low nè, nằm ở giữa là ok nè. Đó khi mình đi xa đó, mình mở máy lạnh đó là cái nước này nó xài nhiều lắm, nó làm cho nguội máy á, với lại máy nóng buổi sáng á, hơi có máy sưởi á, nếu mà cái nước này nó thấp quá đó, nó sẽ làm cháy nguyên cái head gasket ở dưới đây nè. Ở dưới đây là xe này bốn máy thì bốn cái piston nằm ở dưới đây thì nó sẽ làm cháy cái piston nó luôn, nó cong cái piston nó luôn thì nó không mới chạy được nữa. Nếu mà hết nhớt thì là hết cái nước này. Sẵn đây mình chỉ luôn cái cục, cái này là cái battery nha, là bình ắc quy á. Thì khi mình mở ra mình thăm nhớt thăm nước này kia đó thì mình sẵn mình coi luôn coi nó có bị đóng múi không. Dấu cộng ở đây là bà con, khi mà mình câu bình cho người ta đó, như xe bạn mình bị chết bình đó, mình có dây câu bình đó, mình cũng mở ra mình câu giống vậy. Dấu cộng vô dấu cộng là màu đỏ, dấu đen là màu trừ. À, màu đen là dấu trừ chứ đó, nó không có đóng muối là ok nè. Nếu mà nó đóng muối á, mình lấy cái bàn chải đánh răng cũ á, mình giống như mình đánh răng cho nó thôi, này nó hơi hơi nè, mình chùi nó sạch sẽ thôi đó. Mình dùng cái W40 á, hoặc là nước ấm nhẹ chút xíu mình chùi sạch cái bình, thì giữ cái bình này nó cái này nó hơi bị đóng muối chút xíu nè, cái này mình phải lấy bàn chải mình chùi nè, bên này không có bị. Với lại khi mình đi đâu chơi xa đó, dù mình không có lái xe khoảng nửa tháng một tháng gì đó, giống như đi Việt Nam chơi á, thì mình đậu xe trong gara của mình á, mình tháo hai cục bình ra, tháo ra thì nó không có bị hết bình nha. Có nhiều người đi chơi về đó hết bình phải mua bình mới, bình cũ à. Cái này nó hơi bị đóng muối hơi chút xíu thôi, không đến nỗi nào, mình dùng cái giấy napkin mình chùi nó cũng ra nữa, nhưng mà khi mà nó bị đóng muối nhiều quá là nó hiện lên trên đây nè, thì lúc đó mình phải đánh răng cho nó, bằng chải đánh răng cho nó thôi. Xe này của bà xã mình giữ kỹ lắm, bây giờ nó chạy tới khoảng 210.000 mao rồi nha bà con, nhiều lắm rồi nha, mà nó vẫn chạy ngon lành nha. Cái này là computer của cái xe này, giống như cái CPU á. Dưới đây là air filter, tức là cái bộ lọc gió đó, mình snap nó ra thôi dễ lắm. Đây có hai cái nút nè, mình tháo ra mình thay cái mới thôi, rất là dễ nha. Mình vô trong dealer nó chặt cái này 100 đồng á, mà bắt chờ ba ba bốn tiếng hồ mới xong. Mình mua cái này có mười mấy đồng ở ngoài Walmart nè, cái lược này nè, lược gió này nè, về mình tự thay thôi đó. Tổng thể là vậy nha bà con, người nào ở bên Mỹ nên nên biết cái khái niệm về kiểm tra nước với lại nhớt xe nha, nhớt máy nha. Đây này là nhớt hộp số nè. Đó, xe này xe anh đi cũng vậy nữa, xe anh đi mình cũng chỉ cho nó cách làm á, giờ nó biết rồi thì nó đi xa nó lúc nào nó cũng phải cái cách vậy. Với lại cái mình có cái bình nước nước này nè, cái bình này là mình đổ vô trong cái water coolant á, là anti freeze coolant, nước này là nước mát máy nè. Đó mình đổ vô đây nè, mình tháo cái nắp vàng vàng này ra, mình đợi cho nó nguội máy á, mình đổ vô, mình có cái phễu á chắc ăn á, thì mình đổ vô. Cái này ở ngoài Walmart nó có bán nè, có loại mà nó ghi là ready to use á, khỏi cần pha nước, sẵn sàng là khoảng 10 đồng một bình. Đi chơi xa cần có cái này nha bà con. Đó, thì an toàn cho chiếc xe của mình hơn. Bây giờ mình nổ máy lên, mình mở đèn lên mình coi cái đèn nãy mình thay bên đây nè, thấy không? Ở trong này nó sáng rồi nè. Đó. Cái này là low beam nè, còn cái này là high beam nè. High beam là mình bật cái cây ở phía trong á, mình kéo thì nó mới sáng, còn này là bình thường mình tự turn on là nó cháy rồi. Kiểm tra bên đây luôn. Không? Đây này ok nè, đó. Thì trước mình thay bên đây. Giờ mình thay bên đó thôi. Máy nó êm lắm nha bà con, máy còn ngon lành lắm, êm ru bà rù luôn. Cái này là cái alternator nè, khi mà máy nó chạy á, cái bell nó quay á thì nó sẽ tạo ra dòng điện, nó sạc điện ngược lại trong bình bình battery, bình bắc quy ắc quy cho mình đó, là công dụng nó là như vậy á. Khi mà cái alternator này nó sắp hư á, nó sẽ hiện cái hình hình cái bình bình điện lên, nó trên cái tắp lô xe mình đó, nó hiện lên mình biết là nó hư, mà mình chạy nữa là nó bốc khói luôn, nó khỏi chạy luôn. Cái này xiên thì lấy mấy khăn ướt đó, thì sanitizer giờ nó chùi cho nó sạch rồi đó. Còn đây là dầu thắng nha bà con, cái bình là dầu thắng nè đó, nó ok, chữ max là ok. Ở đây là cầu chì nè,
Dưới đây là mấy cái cầu chì ở trong xe mình á, cầu chì để mình bấm cửa điện, cửa này kia, đèn đóm á, cầu chì bên đây đó nè. Đó thì cái cơ bản của chiếc xe là có nước, có dầu thắng, dầu nhớt, dầu máy, dầu hộp số, đại khái là vậy đó, mình phải biết kiểm tra nha. Cái này là nước khu lên, nước làm nguội máy nè. Còn cái đây là cái bình nước này, là nước quạt nước á. Khi mình bấm quạt nước nó xịt ra nước, đó là cái này nè. Lâu lâu á mà nó hết đó là mình phải mua, mình châm vô. Ở ngoài chỗ bán đồ phụ tùng xe nó có bán nhiều lắm. Rồi bye bye nha bà con. Không, chiếc xe này á đi cày dữ lắm. Xe cũ thôi nhưng mà chạy ngon nha. Cứ 2 năm là kiểm tra khói thải một lần. 2 năm kiểm tra khói thải mà đậu là chạy hoài luôn, chạy tới ngàn thu vĩnh biệt luôn. Khi nào mình chán mua xe mới thôi, nhưng mà nó còn ngon. Bye bye.